ECMO là tên viết tắt của phương pháp oxy hóa qua màng cơ thể. Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Tối ngày 3 tháng 6, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, sau vài ngày giảm dần các thông số ECMO, bệnh nhân 91 đã được cho ngưng chạy ECMO. Trước đó, vào ngày 6 tháng 4, do tình trạng suy hô hấp nặng, tổn thương phổi nặng nề, bệnh nhân được can thiệp ECMO, hệ thống oxy hóa máu ngoài cơ thể để duy trì sự sống. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch, huyết áp ổn định, đang tiếp tục được thở máy. Chức năng gan, thận đã phục hồi hoàn toàn, tình trạng viêm phổi đã cải thiện, bạch cầu và các chỉ số viêm đã về bình thường. Vào ngày 2 tháng 6, bệnh nhân đã có thể mỉm cười và bắt tay các y bác sĩ. Hiện tại, bệnh nhân hiện vẫn đang được dùng kháng sinh, tích cực dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân còn cần thời gian dài để cai máy thở và phục hồi hoàn toàn các chức năng vận động. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.